Năm đại phú hào đồng thời đến khu ổ chuột, cùng viếng thăm một tiểu tử nghèo 20 tuổi, chỉ vì tiểu tử nghèo chính là chủ nhân của bọn họ 50 năm trước. Lúc trước các phú hào cũng chỉ học được chút bản lĩnh của Tô Nghị, đã đều là đại lão trong mọi lĩnh vực. Nhưng khi bọn họ gặp lại Tô Nghị lại bị tướng mạo dung nhan chưa già của anh làm hoảng sợ, chỉ vì bọn họ không biết Tô Nghị đã sống 10 vạn năm. Sau khi xuống núi, Tô Nghị dưới sự trợ giúp của Dư Huy anh rốt cục có được điện thoại di động của mình. Mà Dư Huy Anh mơ hồ phát hiện ra một chuyện Tô Nghị học thật sự là quá nhanh, chỉ cần kể lại chuyện một lần anh dường như đều có thể nhớ được. Vì thế cô rất dứt khoát dạy Tô Nghị sử dụng điện thoại di động để đánh chữ và tìm kiếm vấn đề, có cái gì không hiểu liền hỏi Baidu, trên đó có đáp án chuyên nghiệp hơn, tiêu chuẩn hơn. Quả nhiên Tô Nghị cũng không phụ kỳ vọng, người khác học nhiều năm, anh học được trong nháy mắt, máy điện thoại thông minh khiến rất nhiều người già trùn bước, anh cũng đã thao tác rất trơn tru. Tô Nghị một bên tìm kiếm các loại vấn đề kỳ lạ, Lời nói oán trách cô, cô sớm nói điện thoại di động có thể tra nhiều thứ như vậy, tôi không cần hỏi nhiều vấn đề như vậy. Dư Huy Anh thiếu chút nữa xù lông, điều này kỳ quái cô nào biết tô nghị một bộ trạng thái giấy trắng hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Cô nào biết cái thứ học hành ngây thơ này nhanh như vậy, bất quá rốt cục cô vẫn nhịn, ít nhất hiện tại tô nghị sẽ không phiền cô hỏi một ít vấn đề nhàm chán, ngu ngốc. Tô nghị lần nữa ngồi lên xe, không có nói chuyện với Dư Huy Anh, ngón tay điểm nhanh không biết, còn tưởng rằng hắn là trạch nam quanh năm cuối đầu chơi điện thoại di động. Từ trường học đến viện bảo tàng chỉ có 10 km đường đi, giữa đường tắc gần 20 phút xe, nhưng Tô Nghị một chút cũng không có ý gấp gáp, yên lặng xem điện thoại di động. Các loại nghi hoặc trong lòng dần dần được giải tỏa, thời đại này so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều, bất kể là tin tức gì, cơ bản dựa vào một chiếc điện thoại di động đều có thể tra cứu được. Đến khi Dư Huy Anh đỗ xe đến bãi đỗ gần viện bảo tàng, liền gọi Tô Nghị một tiếng. Tô Nghị hít một hơi nhìn điện thoại di động, nói Huy Anh cười cảm ơn. Dư Huy Anh sừng sốt một chút, người này phản xạ vòng cung có phải hơi dài. Lúc này nói cảm ơn cô ấy đã xuống xe, nhưng Tô Nghị vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích. Dư Huy Anh đột nhiên ý đến một tiếng cảm ơn vừa rồi của Tô Nghị. Trong nháy mắt mặt đen sạm, một tiếng cảm ơn, chẳng lẽ lại muốn cô giúp mở cửa xe. Dư Huy Anh nắm chặt, cắn răng đi tới trước cửa xe bên lái phụ. Mở cửa xe cho Tô Nghị, Tô Nghị tùy tiện xuống xe, nhìn cũng không thèm nhìn Dư Huy anh, ánh mắt đã hướng về bảo tàng cách đó không xa. Bảo tàng là nơi trưng bày và nghiên cứu hiện vật đại diện cho di sản văn hóa tự nhiên và nhân loại, nói cách khác ở đây có thể nhìn thấy đồ vật nhiều năm trước. Ánh mắt Tô Nghị hơi nheo lại, kỳ thật anh cũng rất hoài cổ, trước kia mỗi lần tỉnh lại, anh cũng không khỏi đi du lịch khắp nơi nhìn những thứ trước kia để lại, nhìn con cháu của cố nhân, nhớ lại những chuyện thú vị đã từng xảy ra. Bọn họ vừa đi tới dưới bậc thang của bảo tàng thành phố Khâm Châu một cô gái mặc trang phục cosplay, tóc đuôi ngựa rũi thắng, còn đi theo phía sau cô ta, còn có một thanh niên dáng người cao ngất. Khi họ nhìn thấy người thanh niên kia, sắc mặt rõ ràng cũng không tốt lắm so với tỷ tỷ. Chị có thể để tôi chờ đủ lâu nha, cô gái tóc đuôi ngựa đi lên liền níu lấy Dư Huy Anh nhìn tô nghị một cái, hỏi chị Dư đây là ai, trước kia chưa từng thấy qua. Dư Huy Anh cũng không biết giới thiệu Tô Nghị như thế nào, chỉ có thể nói hắn tên là Tô Nghị, Tô Nghị là bạn của tôi, Bạch Thanh Liên gật gật đầu đáp lại bạch thanh liên tô nhất triều hàn trì nguyệt hạ danh bên cạnh tinh nguyệt trì khúc nhược như thanh liên lại thừa tướng ánh trúc cái tên này của ngươi ngược lại làm cho ta nhớ tới một người ngươi đọc bài thơ gì bạch thanh liên nghi hoặc nhìn tô nghị chính cô cũng không biết tên của mình xuất xứ chỉ biết là ông nội lấy ra còn rất dễ nghe tô nghị suy nghĩ một chút nói bài thơ này hình như là một người tên hàn ngọc viết đó cũng là một người rất thú vị hàn ngọc bạch thanh liên bừng tỉnh cô đối với người đàn ông thuận miệng nói ra tên của hắn ngược lại có chút hứng thú chẳng qua thủy trung cảm thấy hắn kỳ quái ít nhất người trẻ tuổi trong xã hội hiện nay sẽ không động đậy ngâm thơ dư huy anh bởi vì trong lúc nhất thời cũng có chút tò mò nếu như nói biết tên của hắn sớm có chuẩn bị cái tên bạ thanh liên kia là như thế nào bài thơ này của hàn ngọc cũng không tính là quá nổi danh chẳng lẽ nói tô nghị hắn thật sự đọc thành thạo cổ thi người có hứng thú như vậy hiện tại thật đúng là không nhiều lắm cô làm sao có thể biết được kỳ thật năm đó hàn ngọc khi làm ra bài thơ này tô nghị liền đứng ở bên cạnh cũng là hắn tự tay viết bài thơ này cho hàn ngọc bây giờ chẳng qua chỉ là nhớ tới cố nhân thôi huy anh đã lâu không gặp người thanh niên phía sau bạch thanh liên đã đi tới chào hỏi dư huy anh dư huy anh lộ ra nụ cười rụt rè lễ phép nói thật sự là đã lâu không gặp cô cô không giới thiệu một chút sao vị này không phải là bạn trai của cô chứ người trẻ tuổi nhìn tô nghị một cái khách sáo Tôi thừa nhận lần trước tôi thổ lộ với cô xúc động, nhưng cô cũng không cần tùy tiện tìm người đến tức giận tôi. Dư Huy Anh sắc mặt đột nhiên lạnh lên, vừa rồi nụ cười khách sáo của cô chỉ là không muốn triệt để xé rách ra mặt. Gia giáo tốt để cho cô đối với bất luận kẻ nào cũng có thể bảo vệ khoảng cách rất thích hợp. Nhưng những gì người trẻ tuổi này nói để cho cô có cảm giác bị xúc phạm. Giữa chúng ta nhiều nhất chỉ là bạn bè bình thường, cho nên tôi không cần phải tìm người để tức giận anh, nhớ mày khó chịu, còn có chính là tôi căn bản không biết anh cũng sẽ đến. Anh đừng suy diễn quá nhiều, cô ấy kỳ thật còn có một câu không nói ra, nếu biết anh ở đây tôi sẽ không đến. Dư Huy anh chỉ cảm thấy nói những lời này, người thông minh hẳn là đều có thể nghe ra được đi, như vậy a? À? Vậy rút cuộc anh ta có phải là bạn trai của cô hay không? Tần Lăng vẫn không chịu buông tha hỏi, rõ ràng anh ta không phải là người thông minh. Tô Nghị nhìn Tần Lăng không nói gì, chuyện vì phụ nữ tranh giành tình cảm, anh chưa bao giờ tham dự, dù sao trước kia đều là phụ nữ vì anh tranh giành tình cảm anh ta có phải là bạn trai của tôi hay không hình như cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh chứ dư huy anh lạnh lùng nói anh tiếp tục như vậy tôi cảm thấy ngay cả bạn bè của chúng ta cũng không làm được tần lăng vội vàng nói tôi không hỏi được rồi nói xong anh ta vươn tay với tô nghị bắt tay tô nghị một cái tôi gọi tần lăng ngay cả ý tứ đưa tay cũng không có bắt tay với một người đàn ông xa lạ thật đúng là không phải là một chuyện khiến người ta vui vẻ tần lăng cảm giác được mình bị coi thường nhíu mày nhìn chằm chằm tô nghị Bây giờ anh ấy rất không vui, Huy Anh thở dài nói, Tô Nghị mới từ nông thôn trở về, cậu đừng giận anh ấy, cũng đừng làm phiền tôi, chúng ta mỗi người đi dạo được không. Tần Lăng gật gật đầu, bên trong cái răng nhảy ra một chữ như vậy, nhìn ánh mắt Tô Nghị càng thêm không tốt. Một tên vừa mới bước ra từ nông thôn, dựa vào cái gì mà bảo vệ không đuổi ra. Bảo tàng thành phố Khâm Châu, hôm qua đem một bộ phận cổ vật được tìm thấy trên núi thu vào trong bảo tàng, nhất thời chấn động cả nước. Không biết bao nhiêu du khách nổi tiếng mà đến, vé vào bảo tàng cũng bởi vậy mà biến thành một sự tranh giành nếu như không phải dư huy anh thần thông quảng đại cho nên lúc này nói muốn đi vào liền đi vào căn bản là không có khả năng trước khi dư huy anh tiến vào cũng là nói với tần lăng một chút tần lăng ngoài miệng là đáp ứng rất tốt nhưng người đi theo phía sau bọn họ dư huy anh cũng không tiện xua đuổi hắn rời khỏi tô nghị sau khi đi vào viện bảo tàng nhìn đông nhìn tây trên đường đi im lặng không lên tiếng trên cơ bản mỗi khi đi tới trước mặt một kiện văn vật đều dừng lại một hồi tựa hồ hồi tưởng cái gì đó. Dư Huy Anh làm khách, cũng chỉ là đứng ở một bên giới thiệu những cổ vật kia cho ABG, tấm bia hoa hoàn long thanh này là từ đời tống. Ngươi có biết quân tử không? Dư Huy Anh nhìn tấm bia hoa hoàn long thanh được cất giữ trong tủ, giới thiệu với Tô Nghị rằng quân tử bắt đầu từ đường Thánh Vu Túc hơn 1.300 năm. Kể từ khi Tống Huy Tông được các đời đế vương đích thân định là bảo vật ngự dụng, chỉ cho phép hoàng gia không cho phép dân gian cất giấu mà trong tấm bia long thanh hoa này chỉ còn lại một cây báu mỏng coi như hoàn toàn xứng đáng tô nghị thản nhiên nói bất quá chỉ là một cái chén hơi đẹp một chút hơn nữa thế gian cũng không chỉ có một cái chén ngươi đang nói đùa sao bất quá chỉ là cái chén hơi đẹp mắt ngươi cho rằng đây là cái gì tần lang đứng ở phía sau rốt cục nhịn không được trào phúng chiếc cốc hoàn long thanh hoa này tuyệt đối là một cái chân bảo hiếm có cuối cùng trên đời nếu thật sự có một cái thứ hai ra đời tô nghị liền quay đầu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái gì cũng không nói nhưng ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một kẻ ngốc tống đại quân tử mà thôi trong mắt người khác xem ra có lẽ rất chân quý thậm chí nói là vô song nhưng đối với tô nghị mà nói kỳ thật cũng chỉ là một cái chén đẹp mắt một chút đi nắm đấm tần lang khí nắm chặt hắn hiện tại muốn xông lên hung hăng giáo huấn tô nghị tiểu tử nông thôn này một trận ngại gâu chuyện cuối cùng vẫn là quên đi dư huy anh cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể hiểu là tô nghị từ trên núi đến gặp qua cái gì hắn hẳn là không hiểu được giá trị của cái ly này Nói đến cái ly trước kia anh cũng coi như là có một cái chén trong suốt, cái ly kia coi như không tệ. Tô Nghị nhớ tới mình hơn 2.000 năm trước dùng một cái chén thủy tinh, toàn bộ trong suốt, anh ta tương đối thích cái loại thứ thoạt nhìn đơn giản. Chén trong suốt, dư huy bởi vì nhịn không được bĩu môi, quả nhiên Tô Nghị thưởng thức trình độ đại khái là ly thủy tinh trong suốt. Nhưng cô cũng rất nghi hoặc, thuận miệng có thể học thuộc lòng những bài thơ cổ, người có thể làm cho ông nội cô coi trọng như vậy, sẽ là một tiểu tử làng miền núi không có kiến thức. Tần Lang ở bên cạnh cười lạnh, ly thủy tinh thật sự không tệ, khí chất của nó rất xứng đôi. Tô Nghị liếc mắt một cái, nói nếu tôi nhớ không lầm cái ly kia hẳn là thủy tinh, hẳn là gần trăm năm mới có, nói liền tìm kiếm. Anh thế nhưng lấy điện thoại di động tra ra ly thủy tinh. Tần lăng nhịn không được nở nụ cười, ý của cậu là cái ly kia của cậu, hay là một ly thủy tinh cổ, sẽ không phải là hàng châu chiếc cốc thủy tinh thời chiến quốc khai quật kia. Tô Nghị dùng điện thoại di động tìm kiếm chén thủy tinh chiến quốc khai quật hàng châu. Dư Huy Anh sau khi nhìn thấy hình ảnh cũng chỉ cười cười, nói đến hẳn là nó. Tiểu tử này không phải là bệnh thần kinh đi, Tần Lăng rốt cục nhị không được mắng. Dư Huy Anh lạnh lùng nhìn Tần Lăng một cái, không có phản ứng với hắn, mà là nói với Tô Nghị, những cổ vật phía trước chính là hai ngày trước trong ngôi mộ thần bí của Hỷ Kiến Sơn phát hiện ra. Chúng ta đi qua xem, Dư Huy Anh đương nhiên không tin lời Tô Nghị nói, đây rõ ràng là Tô Nghị đang khoác lác cũng không muốn để ý tới Tần Lăng. Nhưng Tần Lăng vẫn không chịu buông tha, Tô Nghị tốt xấu gì cũng là khách của cô, Tần Lăng nơi này nhằm vào hắn thật sự không thú vị. Tần Lăng phát hiện sắc mặt Du Huy Anh có chút khó coi, cũng không dám nói nữa, chẳng qua ánh mắt nhìn Tô Nghị càng tràn ngập nguyện vọng đánh cuộc. Nếu không phải tiểu tử này, hắn làm sao có thể ở trước mặt Huy Anh lộ ra vẻ xấu xí như vậy. Tô Nghị đi về phía trước nhìn thấy từng hiện vật được trưng bày, nhịn không được thở dài, những thứ này kỳ thật đều là những thứ trước kia hắn sưu tầm, giống như rửa sạch trên núi, hắn tổng cộng có mấy chục cái bất quá địa hình biến ảo khó lường có một số ngôi mộ ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ ở đâu ta nghe đường lão nói tấm bia đá này hẳn là của nhà đường chẳng qua mấy đoạn văn trên đó căn bản không ai nhận ra cũng không biết khác cái gì hơn nữa chất liệu của tấm bia đá này cũng tuyệt đối không phải là thứ gì trên địa cầu chẳng lẽ thật sự có người ngoài hành tinh không 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 ngươi nhìn tấm bia đá này ngoại trừ loại văn tự chưa từng thấy trước đây còn có giáp cốt văn có tiểu chuyện thậm chí còn có chữ phồn thể hiện đại Hai lão giả mang theo gương hoa giả đứng trước một tấm bia đá, nghiêm túc nhìn lên. Tô Nghị đi tới nhìn chằm chằm tấm bia đá kia có chút nhập thần. Tấm bia đá này coi như là thứ hắn vẫn luôn giữ lại. Mỗi một lần ngủ say, hắn đều khắc lên trên đó, những chuyện thú vị phát sinh gần đây. Tống Nhất Minh miệng cười, xem ra cái gọi là chuyên gia kia vẫn là không hiểu tấm bia đá này a. À. Lão Tống Ngươi nói đây có giống như là nhật ký. Rất giống a. À. hơn nữa chuyện ghi chép ở trên, ngoại trừ mấy đoạn đầu kia tất cả những chuyện phía sau giống như xuyên suốt lịch sử trung quốc anh không ngờ một đứa trẻ không hiểu chuyện lại có thể thống nhất thiên hạ lúc trước gặp một đứa trẻ tên hạng vũ thoạt nhìn cũng không tệ lắm truyền thụ cho hắn một bộ thương pháp người bình thường dùng hẳn là đủ để tự bảo vệ mình đi giang sơn phía sau bất quá hai đời tần triều sẽ không còn quá buồn cười hai lão đầu dịch một bộ phận văn tự trên tấm bia đá bên cạnh còn có nhân viên công tác đi cùng ghi chép đừng nói hai người phiên dịch này ngay cả nhân viên bên cạnh cũng hoàn toàn choáng váng Chữ viết trên đó càng giống như một người nào đó viết lên trên đó chuyện đời mình. Thật sự khiến người ta suy nghĩ cực kỳ sợ hãi, cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn thiên hạ chiến loạn, vốn chỉ muốn cảnh cáo vua quốc, không nghĩ tới xuống tay vẫn là quá nặng. Sau này tuyệt đối không được ra tay lung tung, đây là chữ phồn thể hẳn là giới khoa học hiện đại, hai lão đầu thiếu chút nữa trái tim nhảy ra khỏi lòng ngực. Bọn họ đại khái dịch ra là một ít chữ trên bia, sau đó một ý nghĩ rất kinh khủng hiện lên trong đầu bọn họ. Có phải là có một người từ thời đường vân, thậm chí lâu hơn sống đến bây giờ, thật sự có người trường sinh bất lão. Tô Nghị ở bên cạnh lặng lặng nhìn, nghe hai lão đầu nói cũng không nói gì, một trong số đó lão già thấy Tô Nghị nhìn chăm chú hỏi người trẻ tuổi, "Ngươi đọc hiểu?" Tô Nghị cười mà không nói, không để ý tới hắn tiếp tục đi về phía trước, "Ngươi thái độ gì, không nghe Dương tiên sinh gọi ngươi sao?" Bên cạnh một nhân viên trẻ tuổi trực tiếp hướng Tô Nghị hô lên, Dư Huy anh vội vàng tiến lên xin lỗi lão già gọi Dương tiên sinh kia. "Lão tiên sinh thật sự ngượng ngùng, người bạn này của ta vừa từ nông thôn đi lên, không biết lễ phép. Tô Nghị nhìn Dư Huy Anh ánh mắt trong suốt nói ta cùng hắn cũng không biết, hắn hỏi ta vì sao nhất định phải trả lời. Ta chính là không muốn trả lời hắn, cho nên ngươi không cần phải xin lỗi. Nếu người khác có lẽ bị một lão giả hỏi được bao nhiêu nên biểu hiện ra một chút kính trọng, lễ tiết vẫn phải trả lời. Nhưng Tô Nghị là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, bộ dạng tuy rằng còn trẻ, nhưng trong mắt hắn, lão già này còn không bằng đứa con nít, tôn lão không tồn tại dư huy anh tâm tính đều nổ tung tên này đúng là tự mình hỗ trợ đi lên hòa giải nhưng hắn thế nhưng hắn lại còn ngốc nghếch nói ra những lời như vậy đây không phải là đắc tội với người khác sao nhìn khí chất của hai vị lão giả cũng tất nhiên không phải là người bình thường cần gì phải đắc tội lão giả cũng là bị thái độ tô nghị làm cho tức giận nhịn không được nói người trẻ tuổi ta chỉ là thấy cậu nhìn rất nghiêm túc cho rằng cậu đọc hiểu văn tự phía trên nếu là đọc không hiểu thì không nên ở chỗ này làm bộ tô nghị nhìn hắn một cái Giống như nhìn một đứa trẻ vô tri, bất đắc dĩ cảm thán tôi đương nhiên có thể hiểu được, nhưng tôi nói ra nội dung của bài viết trên, ông phòng Trừng cũng không dám tin. Cậu nói tôi có cái gì không dám tin a, à, lão đầu thật đúng là không thể tin được người trẻ tuổi Tô Nghị này có thể quen biết những chữ trên nó. Dù sao những chữ này vẫn là lần đầu tiên phát hiện trước kia chưa từng thấy qua trong bất kỳ di tích nào. Tô Nghị cười nói đoạn trên cùng của tấm bia đá được khắc là nói gặp được một lão đạo sĩ tên Hồng Tuấn coi như có chút ý tứ, nhưng hắn có chút rông dài thực lực vẫn có chút yếu người chung quanh toàn bộ mở to hai mắt nhìn chằm chằm tô nghị đây là thiên phương dạ đàm hay là tiểu thuyết trên mạng nha ta nói các ngươi lại không tin vậy thì không có biện pháp tô nghị cười cười nhấc chân muốn tiếp tục đi về phía trước tần lang khó có được cơ hội như vậy cũng tiến lên nói lời này Phòng trừng chỉ có cố tình lừa kẻ ngốc ai sẽ tin đây gặp phải hồng quân đạo nhân còn chê thực lực người ta quá yếu ngươi còn dám nói khoa trương một chút hắn coi như là muốn hiểu rõ dù sao dư huy anh cũng chán ghét hắn Đi theo lối đi bình thường, Dư Huy Anh cũng không có khả năng tiếp nhận hắn, vậy hắn liền dứt khoát hủy hoại hình tượng Tô Nghị trước mặt Dư Huy Anh, mọi người đều đồng quy vu tận, ai cũng đừng hòng đoạt được mỹ nhân. Tần Lăng vừa dứt lời, vị lão già kia liền mở miệng nói những gì cậu nói, tôi tin. Nói xong còn nhìn Tần Lăng một cái thật sâu, Tần Lăng trong lúc nhất thời không dám nói chuyện. Đây không tính là chính hắn muốn bị ăn mắng, chính mình nhất định phải làm tên ngốc này trách ai đây. Tô Nghị dừng một chút, nhìn thoáng qua tấm bia đá nói ở giữa còn có một đoạn cuối cùng ta vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình kết thúc thời đại này cũng không biết còn phải chờ bao lâu nữa thế giới này mới có thể có một thời đại hoàn toàn mới hai lão đầu đều nhịn không được hít sâu một hơi kết thúc một thời đại rốt cuộc là thời đại gì bọn họ nhất thời không biết có nên tin lời người trẻ tuổi này nói hay không trên tấm bia đá ghi lại danh chính hạng vũ lưu bang cùng với không ít danh viện đời sau cảm giác này rõ ràng chính là nhật ký của một người sau đó ở phía trước giáp cốt văn, bọn họ cũng nhận ra một ít ghi chép của Thương Chu cũng chỉ là vài câu. Những văn tự đi trước đó, không phải bọn họ có thể nhận ra, chỉ là liên hệ đến những nội dung phía sau. Nhưng nội dung phía trước tất nhiên cũng không đơn giản nha, Tô Nghị nói những thứ này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng tấm bia đá làm sao không phải là không thể tưởng tượng nổi, có thể nói chỉ riêng một tấm bia đá này xuyên suốt tất cả lịch sử Trung Quốc. Người trẻ tuổi, cậu thật sự nhận ra chữ trên tấm bia đá này? Lão già kích động đi tới bên cạnh Tô Nghị nói: "Xin chào, tôi tên là Dương Chính Thành, là giáo viên đã nghỉ hưu của Đại học Khâm Châu. Tôi rất hứng thú với văn hóa cổ xưa, nếu như cậu thật sự có thể dịch những văn tự này ra, tôi nguyện ý bái cậu làm thầy." Tô Nghị thản nhiên nói: "Ông muốn bái tôi làm thầy, tôi nhất định phải nhận sao? Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với ông, chỉ muốn yên tĩnh đi dạo, ông đừng làm phiền tôi." Vu Huy Anh vì nghe cái tên Dương Chính Thành, cơ thể một trận run rẩy, đây đâu phải là giáo viên về hưu gì? đây là giáo sư hiệu trưởng danh dự của Đại học Khâm Châu. Vô số học sinh, cho dù là những người danh lưu quyền quý chân chính, ai không để mặt vị hiệu trưởng này một chút. Dương Chính Thành nói hắn nguyện ý bái Tô Nghị làm thầy, Tô Nghị thế nhưng lại trả lời không để ý. Điều này cũng quá kiêu ngạo một chút đi. Lão Dương, ông đừng kích động như vậy, nói không chừng cậu ta chính là thuận miệng nói loạn thành như vậy. Làm cái gì, ông già bên cạnh lôi kéo Dương Chính Thành nói, ông cảm thấy cậu ta còn trẻ như vậy có khả năng dịch được chữ trên nó. Dương Chính Thành hít sâu một hơi, rốt cục tỉnh táo lại, quả thật Tô Nghị nói hoàn toàn có khả năng là nói bậy. Tô Nghị cũng không giải thích gì với bọn họ đi đến trước giường tắm trước kia anh từng ngủ, nhịn không được cười khổ một tiếng, cái giường này anh vẫn là ngủ nhiều năm rồi, hiện tại còn tốt, thế nhưng được đưa vào viện bảo tàng triển lãm. Sau này mình muốn nhìn xem giường của mình còn phải mua vé. Dư Huy anh nói với Dương Chính Thành một tiếng xin lỗi, cũng chỉ có thể đi theo sau Tô Nghị. Tô Nghị ngươi nói chuyện với lão nhân ra không thể khách khí một chút xê sao dư huy anh cũng có chút nhì không quen bộ dáng kiêu ngạo của tô nghị tô nghị cười nói muốn khách khí như thế nào đã nói cho hắn biết trên viết cái gì thế nhưng còn muốn bái ta làm sư phụ nào có loại chuyện tốt như vậy dư huy anh thiếu chút nữa bị tức giận có thể nói lời người ta nghe hiểu hay không cái gì gọi là muốn bái ngươi làm thầy sao mà trên đời này sao lại có người không biết xấu hổ như vậy tô nghị lại không giải thích đệ tử của hắn không phải là thanh sử lưu danh hơn nữa anh thu đồ đệ là có yêu cầu, tuổi cao hơn 18 tuổi khẳng định là không thu. Dù sao tuổi thọ người bình thường có hạn, lão đầu gần đất xa trời phòng chừng còn được mấy năm, còn muốn bái anh làm thầy, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao.